Xin chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, tại sao bọn Linh Cẩu vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Thế lực nào đã bảo kê cho chúng mà chúng như con trời, bất khả xâm phạm? Luật pháp của chúng ta có còn nghiêm minh, uy lực, uy tín nữa không khi những con Linh Cẩu này vẫn cứ nhẫn nhơ để tiếp tục gây tội ác và đầu độc nhân dân ta? Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nhân dân chúng tôi đã không thể hiểu nổi và vô cùng bức xúc bài viết của nhân đạo công dân nước ngoài nếu phạm pháp tại việt nam thì chắc chắn sẽ phải chịu chế tài của luật pháp việt nam dưới bất kỳ hình thức nào công dân việt nam dù là bất kỳ ai nếu phạm pháp thì cũng không có vùng cấm tôi đơn cử một ví dụ điển hình như sau bà nguyễn phương hằng xeo công ty cổ phần đại nam bình dương mặc dù đã có rất nhiều đóng góp thiết thực lên tới hàng ngàn tỷ đồng cho các công tác từ thiện xã hội từ nhiều năm qua. Ngoài ra, cũng có những đóng góp vô cùng quý giá đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Nhưng khi bà ấy có những phát ngôn lịch chuẩn mang tính chất đấu tố cá nhân trên không gian mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường văn hóa không gian mạng xã hội, thì ngay lập tức bà ấy đã bị bắt tạm giam để điều tra truy tố trách nhiệm hình sự theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Vậy tại sao những tên cẩu linh mục không hề có tí đóng góp tích cực nào, trái lại toàn là phá hoại, đã phạm tội rất nặng theo Bộ Luật Hình Sự như Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cho dù chúng có là công dân của Vatican đi chăng nữa. Nguyễn Đình Thục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã lợi dụng chức danh linh mục của mình là để hoạt động với mục đích chính trị. Chúng nhân danh chúa để lừa mị giáo dân, kích động giáo dân chống đối chính quyền và gây bạo loạn. Những con kền kền mõm chó này quăng ngoẳng như kiểu chuyên gia chính trị học về thực trạng dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Chúng vu cáo chính quyền, vi phạm nhân quyền và Việt Nam không có tự do dân chủ. Bên cạnh đó, chúng còn buông lời phỉ bán hệ thống chính trị của Việt Nam, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Để lấy dẫn chứng hùng hồn, những con linh cẩu này đã vô đập, thổi phòng một số điểm hạn chế tồn tại của xã hội để lấy cớ phủ nhận những thành tựu, mọi mặt tốt đẹp của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng. Bố láo hơn, trước hàng trăm giáo dân, chúng đã phỉ bán Chủ tịch Hồ Chí Minh Chúng nói bác Hồ là người không có tư tưởng mà chỉ cóp nhặt của người khác. Đồng thời chúng kích động giáo dân, tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền, chống đối và hành hung những người thi hành công vụ, lực lượng an ninh. Vậy tại sao bọn linh cẩu này vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật? Thế lực nào đã bảo kê cho chúng mà chúng như con trời bất khả xâm phạm? Luật pháp của chúng ta có còn nghiêm minh, uy lực, uy tín nữa không? khi những con linh cẩu này vẫn cứ nhỡn nhơ để tiếp tục gây tội ác và đầu độc nhân dân ta